Em ơi, lên sóng thanh lý cặp loa Victor 3 đường tiếng, model là UXVK D70. Đấy. Trước khi quay chi tiết về cặp loa thì em mời các bác trải nghiệm chất âm cặp loa. Con này đánh khá là lực các bác ơi. Em mở lớn âm thanh chút xíu để các bác cảm nhận chất âm của nó nhé. Đánh em đánh giá là ghép rất là hay. Cặp này chở khoáng của nó 4 ôm các bác nhé. Mười hai bên nước đục trong biết đâu mà lờ, làm thân con gái ví như cánh bèo trôi xuôi, thương cho đó hoa rơi ngậm ngùi, đêm đêm gió mưa nghe bồi hồi, tội thân em tựa như con nước nổi trôi. Mười hai bên đời như cánh hoa lục bình, mặc cho con sóng cuốn trôi tháng ngày lên nơi, đi trong gió mưa bao gặp gần, thân hoa xác xơ trôi mọi miền, rồi em mơ sống trong cơn mộng êm đềm, biết nơi đâu bên đực trăm như đời hai bên nước gì đâu gió mưa sạt sạt, từng đêm nước mắt rớt rơi như đời. Ok các bác, bây giờ sẽ quay hình thức tổng quan của cặp loa. Con này thì nó bị thiếu EQ, đây về thiếu EQ. Tổng thể thì còn rất là đẹp, vuông vắn, không vỡ, không bể nở. Loa ba đường tiếng, một bass, một chép và một chép phụ. Con trên là con chép titan, chép giữa là chép giấy. Con này bát 10 các bác nhé, vân cao su. Em quay gần với cái loa các bác xem, vân cao su rất đẹp. Đó, nó chép, chép titan ở trên. Giải con này khá là sáng, hai chép rồi. Ở đây, để cam bị cấn một tí này đây. Em quay phía trong nhé, cái này vết bẩn nó thôi, vết bẩn trong nhé. Không bị xước nhiều đâu. Cái này vết bẩn đấy nhá. Nó tổng thể cũng tương đối là đẹp. Đây, loa phía sau vuông vắn này. Công suất hai loa là 40W, trở kháng của cặp này là 4 ohm. Loa cùng series luôn các bác nhé, cùng cặp luôn nhé. Đó. Cặp này hình thức nó rất là nhỏ gọn, đẹp, xinh xắn. Chất âm khá là hay. Đánh chơi phòng 2 khoảng 20m2 nhé. Anh em mua về ghép với cục CD ô tô hoặc là cục âm ly nhỏ và cục dàn mini cũng rất là hay. Đó. Cặp này bãi về nó thiếu EQ cho nên em thanh lý giá rẻ các bác thôi. Con này em để giá là 620.000 thôi các bác nhé. 620.000 thôi. Trong cả loa ba đường tiếng loa Victor. Đó. Các bác làm thử cọc cho em 200.000. Các bác mua chuyển khoản hết thì em tặng các bác cái bộ chân đế cây loa. Đấy. Còn cặp này thì em không bao ship nhé. Các bác giả tiền ship giúp em. Đấy. Rồi các bác mua hàng liên hệ với Zalo của Trung Kiên Audio, đó là 0975 575 262. Em nhắc lại số Zalo là 0975 575 262. Mọi người xin được cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video. Cô đang xót xa trong nghẹn ngào, sao anh nhớ